Xin chào các bạn, đoạn video vừa rồi các bạn thấy quen lắm đúng không? Đó là khủng long ba sừng của siêu nhân xanh trong bộ phim tuổi thơ Power Ranger Dino Thunder. Xuôi theo dòng rất nhiều yêu cầu của anh em, mình sẽ một lần nữa chiều lòng các viewer yêu quý. Trong số hồ sơ khủng long số tiếp theo, hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận về loài Triceratops, một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất và là loài khủng long sừng nổi tiếng nhất. Chúng nổi tiếng với cái khiên lớn và ba chiếc sừng khổng lồ mọc trên đầu. Nhưng hầu hết mọi người chỉ biết tới vẻ ngoài của chúng, còn những sự thật đằng sau thì không phải ai cũng biết. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu video thôi nào! Truy lùng lịch sử. Triceratops theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là mặt ba sừng, hay còn được biết tới với cái tên khủng long ba sừng hay tam giác long, là một chi khủng long ăn cỏ thuộc họ Ceratopsidae, sống vào cuối thời Maastricht, kỷ phấn trắng muộn khoảng từ 68 đến 66 triệu năm trước mà ngày nay là phía tây Bắc Mỹ. Nó là một trong những loài khủng long không phải chim, được biết đến cuối cùng và sống cho đến sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng, cổ sinh cách đây 66 triệu năm. Hóa thạch đầu tiên của khủng long ba sừng được tìm thấy ở Denver, Colorado, Mỹ vào mùa xuân năm 1887. Chúng là một cặp sừng được gắn liền với xương sọ. Khi cặp sừng này được chuyển tới các phòng thí nghiệm, một số nhà sinh vật học đã cho rằng đây là xương của một số loài bò rừng đột biến. Tuy nhiên, khi có thêm các hóa thạch khác nhau gửi tới giáo sư Othniel Trachlomash, ông đã tin rằng đây là xương của một loài khủng long. Mặc dù có nhiều đặc điểm chung với các loài gia súc hiện đại, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy Triceratops sống thành đàn. Điều này được lý giải do quá trình khai quật, các nhà cổ sinh vật học không thể tìm ra mảnh vỡ, xương của cá thể khác xung quanh khu vực tìm thấy hóa thạch, mà chỉ thấy những vết xước, vết gãy và vết răng của T-Rex trên những hóa thạch này. Đúng là khủng long bạo chúa, ở đâu cũng có dấu răng. Nghiên cứu đầu tiên. Kể từ lần đầu tiên được tìm thấy vào năm 1887 ở Bắc Mỹ, kể từ đó đến nay bộ xương của Triceratops hoàn chỉnh chưa bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, vào những năm 1889, lần đầu tiên các nhà khảo cổ đã thu thập và ghi nhận được rất nhiều hài cốt của Triceratops và từ đó họ đã xác định được rằng thực sự có hai loài của nó là Triceratops horridus và Triceratops possus. Với kích thước trung bình từ 8 đến 9 mét, Triceratops rất cứng và rất cồng kềnh. Cân nặng của nó dao động từ 6 đến 12 tấn. Với một cái đầu lớn có thể chiếm tới 1/3 cơ thể và dài đến 2 mét, nó có một chiếc sừng nhỏ trên mõm và trên mỗi mắt là một cặp sừng rộng hơn, dài 1 mét. Ở phía sau đầu, nó có một cái gáy ngắn mở rộng, đặc điểm này phân biệt nó với phần còn lại của các loài Ceratopsid. Triceratops có thân hình to lớn, mạnh mẽ và cường tráng. Chân trước của nó bao gồm 5 móng và chân sau gồm 4 móng. Lúc đầu, người ta cho rằng tư thế của Triceratops sẽ rất đồng đều và đôi chân của nó khiến nó có vẻ ngoài đồng nhất, tương tự như loài cự đà mà chúng ta biết. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu tái tạo lại hóa thạch và các mô phỏng trên máy tính thời gian gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng Triceratops có tư thế nửa uốn cong, nghiêng về phía trước, một tư thế khá giống với loài tê giác. Mặc dù phát hiện này không ảnh hưởng đến cách suy đoán rằng nó có thể kiếm ăn hoặc di chuyển, nhưng nó đã tiết lộ một số thông tin nhất định về nguồn gốc của Triceratops, và đó là trái ngược với các loài bốn chân khác như Sauropod hay Ankylosaur, Triceratops có đôi chân dài nhất ở phía sau. Phát hiện này khiến các nhà nghiên cứu cho rằng Triceratops có thể có nguồn gốc từ động vật hai chân. Triceratops có hộp sọ khá lớn so với kích thước của cơ thể, là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất. Hộp sọ lớn nhất được biết đến được ước tính có chiều dài 2,5m khi hoàn thiện, có thể đạt gần 1/3 chiều dài của toàn bộ cơ thể nó. Có diềm sừng lớn và 3 sừng trên một cơ thể lớn 4 chân, tương tự như tê giác hiện đại. Triceratops là một trong những khủng long nổi tiếng nhất và là Ceratopsidae được biết đến nhiều nhất. Nhờ sở hữu diềm sừng lớn nên phần cổ của Triceratops trở nên an toàn hơn rất nhiều trong chiến đấu. Như phần trước mình có đề cập thì một số mẫu vật hóa thạch cho thấy vết cắn của T-Rex làm thủng diềm, vì vậy điều đó không phải lúc nào cũng đủ. Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, chúng có thể được dùng để thể hiện sự thống trị, thu hút con cái hoặc như một cách để các thành viên cùng loài nhận ra nhau. Ngoài ra, rất có thể diềm của Triceratops còn có chức năng cân bằng nhiệt độ cơ thể.
những chiếc sừng làm nên thương hiệu. Lần đầu khi phát hiện ra hóa thạch của chúng, người ta thật sự chỉ thấy được cặp lõi sừng với ba chiếc sừng trên đầu và mặt cùng với mỏ giống như một con vẹt. Chính vì thế, chúng hỗ trợ rất nhiều đối với Triceratops trong việc chống lại sự tấn công từ khủng long bạo chúa T-Rex. Ngoài việc mang một diềm sừng lớn, Triceratops có một sừng đơn nằm ngay trên lỗ mũi. Chiếc sừng này khá ngắn và gần như không có nhiều tác dụng trong chiến đấu, có cấu tạo gần giống với móng tay và tóc của chúng ta, và một cặp sừng dài khoảng 1 mét nằm phía trên mắt. Những chiếc sừng to và dài này như một lời khẳng định về sức mạnh và sự nguy hiểm của loài này. Những chiếc sừng của Triceratops rất chắc khỏe, là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại khi có thể tự vệ trước những đối thủ hùng mạnh khác. Cùng với sự to lớn của cơ thể, tốc độ tối đa của loài có thể đạt tới 32 km/h. Những cú hút của Triceratops là nỗi ám ảnh trong mọi cuộc chiến khi lực nó tạo ra là rất lớn, thậm chí có thể đưa đối thủ qua thế giới bên kia một cách dễ dàng. Triceratops từ lâu đã được cho là đã sử dụng sừng và diềm của chúng khi chiến đấu với những kẻ săn mồi lớn, chẳng hạn như T-Rex. Bên cạnh đó, những nghiên cứu gần đây cho thấy sừng của Triceratops cong hơn nhiều so với những thông tin được tìm thấy trước đó. Thông qua nhiều nghiên cứu, giới cổ sinh vật học đã chỉ ra rằng chỉ có phần xương trong của sừng được bảo tồn và phần sừng được bọc ở phía bên ngoài lại bị mất dần theo thời gian, bị chôn vùi dưới lòng đất. Các nhà cổ sinh vật học tin rằng vỏ sừng bên ngoài của khủng long ba sừng sẽ uốn cong theo tuổi tác, vì vậy hình dạng của sừng thực tế của chúng sẽ khác với hóa thạch mà ngày nay chúng ta thường thấy. Ngoài ra, loài này sở hữu lực cắn thuộc top 3 khủng long trên cạn, tối đa có thể đạt từ 3,6 đến 4 tấn. Bộ xương của Triceratops rất chắc chắn với các chi khỏe mạnh, bàn tay ngắn với 3 móng mỗi bàn và bàn chân ngắn với 4 móng mỗi bàn. Cột sống bao gồm 10 đốt sống cổ, 12 đốt sống lưng, 10 đốt sống cùng và khoảng 45 đốt sống đuôi. Những sự nhầm lẫn. Nhiều tài liệu khoa học và phỏng đoán của các nhà cổ sinh vật học cho rằng Triceratops có xu hướng cư xử như những con tê giác hiện đại. Khi gặp nguy hiểm hay cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ lao trực tiếp về phía kẻ thù và sử dụng những chiếc sừng lớn trên đầu của mình làm vũ khí tấn công. Nhưng trên thực tế, vào năm 2003, bộ phim tài liệu có tên The Truth About Killer Dinosaur lại chứng minh được điều hoàn toàn ngược lại. Đoàn làm phim đã sử dụng mô hình khủng long ba sừng được mô phỏng từ các mẫu hóa thạch được tìm thấy để tiến hành thí nghiệm cách chúng tấn công kẻ thù như loài tê giác. Kết quả cho thấy xương mũi bị gãy tại thời điểm va chạm. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh của hộp sọ Triceratops không thể hỗ trợ cách thức tấn công chạy nước rút như loài tê giác hiện đại. Những sự thú vị khác. Khủng long đeo mặt nạ. Điểm thú vị đầu tiên là khi bạn nhìn vào hộp sọ của Triceratops, chắc chắn rằng bạn sẽ thấy rằng xương của chúng không hề nhẵn, thay vào đó là những lớp nhăn như hoa quả bắt đầu bị héo. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng chúng sẽ sở hữu một khuôn mặt vô cùng nhăn nhúm. Nhưng các nhà cổ sinh vật học lại nghĩ hoàn toàn khác. Giới khoa học cho rằng đầu và mặt của những con Triceratops được phủ một lớp keratin có tác dụng như một lớp mặt nạ bảo vệ. Những chiếc gai dài. Điểm thú vị thứ hai là khi quan sát các mẫu hóa thạch xương của Triceratops, một số lượng lớn các hóa thạch da của khủng long ba sừng cũng được các nhà khảo cổ học phát hiện trong những thập kỷ gần đây. Từ những mẫu vật đó, các nhà cổ sinh vật học đã phân tích cấu trúc da của chúng và phát hiện ra rằng cơ thể chúng tồn tại rất nhiều lông cứng, dài và nhọn như những chiếc gai để bảo vệ cơ thể, đặc biệt là phần thân sau và mông. Lối sống bầy đàn. Nhiều cuộc tranh luận đã được diễn ra với mục đích trả lời cho câu hỏi về lối sống bầy đàn của Triceratops. Nhiều nhà khoa học cho rằng chúng có lối sống đơn độc. Bên cạnh đó lại có khá nhiều người cho rằng những con Triceratops đi cùng nhau như một gia đình. Nhưng vẫn chưa biết được liệu nhóm đó bao gồm một cặp đực và cái đi cùng các con của chúng hay con cái và những con của chúng. Nhiều loài khủng long có sừng khác được biết đến là sống theo bầy đàn nhờ phát hiện hóa thạch của nhiều cá thể khác nhau ở cùng một địa điểm. Bằng cách di chuyển theo đàn, các con mồi có thể cảnh báo lẫn nhau về mối nguy hiểm và giảm bớt khả năng bị kẻ săn mồi đánh bại. Tuy nhiên, Triceratops lại khác thường ở khía cạnh này, vì hài cốt của chúng thường được tìm thấy riêng lẻ.
cho thấy chúng có thể đã trải qua phần lớn cuộc đời của mình một mình. Đặc điểm sinh học. Triceratops là động vật ăn cỏ, chỉ ăn được những loài thực vật ở tầm thấp nên hàm răng của chúng được tiến hóa để làm nhiệm vụ giật, tuốt lá cây, nghiền thức ăn hơn là cắn. Thức ăn của chúng là cây mè, dương xỉ, cỏ dại. Hàm răng của khủng long ba sừng được chia ra làm hai hàm, mỗi hàm có từ 36 đến 40 chiếc răng khác nhau. Một đặc điểm ít ai biết tới là răng của chúng có thể được thay thế nhiều lần trong suốt quãng đời. Số lượng răng lớn này cho thấy rằng chế độ ăn uống của nó có thể giàu cây cọ, cây vạn tuế và dương xỉ. Nhiều vật liệu thực vật dạng sợi có thể đã bị nhai do hình dạng và số lượng răng lớn của nó. Ngoài ra, sừng của nó có thể sẽ giúp nó có cơ sở để ngoạm và xé những cành cây cao hơn. Trong một nghiên cứu khác, các nhà cổ sinh vật học tin rằng Triceratops không phải là một loài khủng long ăn cỏ thuần túy, bởi cơ thể to lớn của chúng cần rất nhiều các yếu tố vi lượng để duy trì sự sống. Ngoài ra, chúng còn có mỏ và sừng rất sắc, nên các nhà khoa học cho rằng đôi lúc chúng cũng ăn thịt từ xác chết của các loài động vật khác. Điều này có vẻ khá giống với những loài động vật ăn cỏ hiện đại như bò, thỏ, ngựa. Khi phân tích hóa thạch của Triceratops, cho thấy khứu giác của nó kém hơn rất nhiều so với các loài khủng long khác. Tai của nó có thể thích nghi được với âm thanh tần số thấp dựa trên chiều dài ốc tai ngắn được ghi lại trong phân tích của Sakagami và các cộng sự của mình. Nghiên cứu tương tự này cũng cho thấy rằng Triceratops giữ đầu của nó cách mặt đất khoảng 45 độ, một góc thể hiện sừng và diềm xếp nếp một cách hiệu quả nhất. Ban đầu, các nhà khoa học tin rằng hai chân trước của chúng phải dang rộng một góc đáng kể so với ngực để chịu được trọng lượng của đầu tốt hơn. Các bằng chứng sau này cùng với những bản tái tạo gần đây của bộ xương dường như cho thấy rằng Triceratops và các loài ceratopsid khác duy trì tư thế thẳng đứng trong quá trình vận động bình thường, với khuỷu tay uốn cong về phía sau và hơi cong ra ngoài, theo kiểu gần giống với các loài tê giác hiện đại. Trong series Công viên Kỷ Jura, khủng long ba sừng chính là loài đầu tiên được diễn viên chính Sam Neill trong vai tiến sĩ Alan Grant tìm ra và hỗ trợ hồi phục sức khỏe. Triceratops là một biểu tượng, chúng đã từng được giới thiệu trong phim, đưa vào team và nhiều phương tiện truyền thông khác của Mỹ, Anh hay Trung Quốc. Vừa rồi là những thông điệp của chúng mình tổng hợp được và cũng đã khép lại chương số 9 về loài Triceratops trong quyển Hồ sơ khủng long của Untechshare. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm video về loài nào, có thể cho chúng mình biết dưới phần bình luận nhé. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại!